nướng nguyên tử, độc nhất vô nhị. Các cháu mình cùng nướng gà chua chua của bạn đã hoàn thiện cái lò nướng nguyên tử này, xong để các cháu mình cùng nhau để ra nướng gà, nướng gà chua chua của bạn. Của bác, nguyên tử của bác nhìn có ngon chưa? Nhập Mỹ đấy. Bác phải tự chế suốt từ sáng đến giờ. Bây giờ để bác đi bắt gà nhá. Bắt trộm gà của vợ bác, bí mật nhá. Để bác giới thiệu chủ gà bác, toàn gà sạch. Đây, chuồng này nhà bác là mấy con nuôi được 4 năm rưỡi. Bây giờ bác cháu mình bắt cái loại chuồng kia là nuôi gần 8 năm rồi. Bắt con chúa chuồng. Bác cháu mình nướng màu nguyên tử. Vợ bác thì nghĩ rằng là bé thôi, cả vợ bác. Vợ bác thì dặn là chỉ được bắt con nhỏ nhỏ, không được bắt con chúa chuồng cả, mà không nuôi được gà nữa. Nhưng mà bác phải bắt con chúa chuồng để ăn mới chết các cháu ạ. Rồi bác chơi bắt kiểu một con chúa chuồng với lại một con út của chuồng thì mà vẫn nuôi gà tiếp được, đúng không? Run. Con này nuôi cũng lâu lắm lắm rồi nhưng mà không biết bạn. Con này chúa chuồng. Trình độ của bác bắt gà hơi kém. Lần đầu tiên bác làm chuyện ấy đâu này là hơi kém. Chào các cháu. Bây giờ là gà bác đã thịt xong. Gia vị bác đã chuẩn bị đầy đủ. À, bây giờ để mà bác cháu mình cùng nhau vào tẩm ướp để mà cho lò nguyên tử để bác cháu mình cùng nhau thưởng thức.
quê bác thì không có lá sen đâu các cháu ạ, chỉ có lá chuối cuốn. Nên ở đấy bác đã gói lá chuối bên trong cuốn lấy bạc bên ngoài, bác đã gói xong rồi. Bây giờ thì bác cháu mình cùng nhau cho vào lò nguyên tử để mà nấu nhá. Bác nhìn thế này thôi nhưng mà khủng long đấy, hai con gà lọt thỏm luôn, phải con này phải lướng được tầm chục con. Trời ơi, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Các cháu ơi, bác đã đưa vào gà vào lò nguyên tử xong rồi, bắt chặt hết rồi. Chắc chắn không sợ rò rỉ nguyên tử ra ngoài nữa. Bác cũng giới thiệu qua với các cháu, nó nguyên tử của bác là nhập bên Mỹ. Bác phải làm suốt từ sáng giờ mới xong. Các cháu này bảo nhập bên Mỹ mà bác lại phải làm từ sáng giờ, là cái phần cơ là bác làm từ sáng đến giờ. Còn cái phần mà bên phần mềm ở bên trong thì bác nhập bên Mỹ về cho. Hôm nay bác cháu mình thử nghiệm xem là hàng nhập nó có đúng không hay là lại cho hàng xách tay cho mình. Buồn cười lắm. Đấy, các cháu thấy nò nguyên tử của bác chất chưa? Nò này bác nhập khẩu phần mềm từ Mỹ về. Hàng nhập khẩu chứ không phải hàng xách tay. Nò này nó phải sánh tầm ngang với lại nò luyện đơn của Thái Thượng Lão Ông ấy, các cháu biết không? Cũng ấy, các cháu nhìn thấy chưa? Nó nguyên tử bác chuẩn bị ra món ăn rồi, nhưng mà làm được một cái món ăn để mà đậm chất một vùng quê theo phong cách của Băng Long Vlog này vất vả lắm các cháu ạ. Mồ hôi cứ đổ ròng ròng, chảy hết cả nước người ra rồi các cháu ạ, vất vả quá. Úi dồi ôi, mùi thơm bác gói lá chuối mà sao thơm giống mùi lá sen quá các cháu ạ. Úi dồi thơm. Khủng khiếp luôn. Thôi bây giờ đợi lửa nó tàn thì bác cháu mình cho lò nguyên tử ra để thưởng thức món gà nò nguyên tử của bác. 2000 years later. Các cháu ơi, bây giờ thì lò bác đã cho ra khỏi lò than rồi. Đi chuyển ra đây để mà ta nằm nguội đi để mà mở lò. Các cháu mình để cùng nhau thưởng thức món nguyên tử của bác nhé. Bây giờ để bác hạ nhiệt nhá. Nguyên tắc sử dụng lò nguyên tử là hạ nhiệt, phải hạ dần dần các cháu ạ. Nếu mà hạ đột ngột là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên là bác phải hạ nhiệt dần dần đây này. Đấy. Hạ nhiệt dần dần. Cháu thấy nhiệt nguyên tử nó có mạnh không? Bác tưới nước như này nhưng mà không nhăm nhò gì cả. Úi.
Thôi để bác mở lò nhá. Bác cháu mình cùng nhau mở lò để thưởng thức món món gà chố chuồng của bác. Nhưng mà bí mật nhá, vợ bác biết thì chết, bác phải giấu ấy. Vợ bác là bảo thịt gà chố chuồng là mình nuôi gà nó toàn bị chết thôi. Chả thế hôm nay bác phải bắt một con chố chuồng với nhỉ, một con vẫn mới học lớp 5 tuổi, để mà theo phong thủy là lại vẫn nuôi gà được bình thường nhá. Chín chưa nhá, bác thì bảo là khả năng vẫn hơi đỏ ở trong ấy. Đấy, bác mở con nhỏ này trước. Ấy à, đây lấy cái gì? Thôi được rồi, được rồi. Cháu thấy màu đẹp chưa? Ui, thằng này nó hơi dính như nào. Bác thì đoán là vẫn hơi đỏ bên trong nhưng mà chín hoàn toàn cả cháu ạ. Chín hoàn toàn. Ngon này. Đúng là con khủng long bạo chúa này, con chúa chuồng này. Mời các cháu thưởng thức món gà lớn lò nguyên tử của bác nhá. Nước mắm cay của bác. Bây giờ bác thử của cái con khủng long bạo chúa này trước. Chúa chuồng của nhà bác ấy. Nhanh chờ mà vợ bác về nhìn thấy thì ăn mất ngon các cháu ạ. Trước khi vợ bác đưa các cháu nội đi chơi về là bác này quanh thế ăn à. Tí nữa về là vớ vẩn này là mâm này lại bay tứ tung thì chết. Mời các cháu ạ.
đón anh nhanh cả mà. Vợ bác về nhưng mà lắm quá cho bác. Chấm phải ớt gì ạ? Cay quá các cháu ạ. Chảy hết nước mắt rồi. Thôi, phải chấm chỗ khác rồi, chấm rồi cay quá. Bác lại phải thử cái con mà nó đang học lớp 5 tuổi này. Cái này thì nhỏ gọn xinh xinh nhưng mà ui dồi, thơm hơn con khủng long bạo chúa đầu đàn này. Phải bắt cay đâu các cháu nhá. What? What the fuck? Bác ăn được siêu cay nha. Đây là bác chỉ có hơi bị chảy nước mắt tí thôi, không phải bác bị cay đâu. Một con khủng long bạo chúa đầu đàn của bác và một con đang học lớp 5 tuổi thành như là nhiều quá. Bây giờ bác phải gọi các con, bác phải vào ăn cùng bác chứ không thì mà không thể ăn được hết đâu các cháu, to quá. Cái clip này bác xin dừng clip ở đây. Các cháu nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bác nhé. Nhớ nhấn vào chuông để nhận clip tiếp theo của bác. Bây giờ bác chào các cháu nhé.